Xin chào quý vị các bạn, mình là Bùi Hiếu, chuyên sửa chữa lắp đặt đầu đĩa ô tô và cung cấp các linh phụ kiện ô tô. Nay Bùi Hiếu sẽ review cho các bạn chiếc camera lùi AHD độ phân giải 960p và có góc nhìn là 170 độ. Để các bạn với mắt thường các bạn có thể nhìn được chiếc cam nó có góc nó có rộng hay không bằng cách là các bạn nghiêng nghiêng đi như thế này này. Cái dạng cam mắt cá nó, thì nó sẽ nhìn được cái nõi ở bên trong, cái nõi giữa này này, cái nõi giữa các bạn này. Các bạn nhìn được nõi giữa này. Nó nổi ra mà khi các bạn nghiêng nó đi mà các bạn vẫn nhìn được ở phía bên trong ấy thì có nghĩa là cái cam đấy góc nhìn rất 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 là rộng. Còn chiếc cam mà khi các bạn nghiêng đang nghiêng như thế này nghiêng mà không nhìn được cái nõi ở bên trong thì cái loại cam đấy thì góc nhìn nó sẽ hẹp hơn. Với cam này nó mô phỏng cái mắt cá, mắt của con cá. Nó nhìn góc rất là rộng và chiếc cam này góc của nó là 170 độ. Các bạn nhìn có thể nhìn qua. Đó. Nó đơn giản thế này thôi. Chiếc cam này là cam AHD mà nó chỉ chạy trên đầu Android. Chạy trên hệ điều hành Android mà nó là dạng cam không phải là cam AV bình thường mà là cam tín hiệu số. Và cam tín hiệu số này nó sẽ không bị nhiễu, không bị căn nhiễu, không bị những hiện tượng như tín hiệu AV bình thường thì nó sẽ rất là nét. Đây mình sẽ review cho các bạn cái hình ảnh của nó. Và trước khi review cho các bạn thì mình vừa rồi ví dụ như đây là một chiếc cam, đây cũng là một chiếc cam mà các bạn nhìn có thể nhìn thấy cái góc của nó nhìn sẽ không rộng, không được rộng này. Đó, các bạn nhìn này, mắt nó không nói ra. Cái này nhìn camera quay nó không focus vào trong cái điểm đấy, nó hơi khó. Mình ví dụ như này, bạn chấm vào đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy mắt nó không có mắt cá rồi. Cái cam này có góc cũng đã rất là rộng rồi nhưng mà chưa rộng đến 170 độ. Nó không có mắt cá rồi cho nên là nó góc nhìn nó hẹp hơn một chút. Rồi đối với chiếc cam này mình sẽ cho các bạn xem hình ảnh của nó. Đây là hình ảnh của chiếc cam này. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đây. Đó. Đây. Đây các bạn nhìn từ xa này. Thấy chưa? Các bạn nhìn rất là nét này. Độ nét rất là cao. Đây là mình quay ban đêm nhá. Mình quay ban đêm là trời đã tối và mình bật hai ngọn điện bên trên này. Bên ngoài thì trời đen đặc. Mình sẽ quay vào trong gầm bàn cho các bạn nhìn thấy này. Đó, gầm bàn bây giờ nhìn như bên ngoài trời, bên ngoài đường là tối hơn cả bên ngoài đường. Gầm bàn nó tự động kích cái độ sáng đi mà nhìn rất là rõ. Các bạn có thể nhìn qua ra bên ngoài đấy, sáng nét. Đây gầm bàn này mình sẽ quay xuống cái gầm bàn cho mà các bạn nhìn. Gầm bàn này là tối nhưng camera này nó lại kích sáng lên. Camera kích sáng thì các bạn không thể khó để nhận biết được độ sáng tối nhưng mà em thử tắt đèn đi. Hai ngọn đèn này mình trên này mình tắt đi các bạn xem thấy. Đó, các bạn thấy chưa? Hai ngọn đèn tắt đi rồi. Độ sáng của nó đã rất là tốt. Mình tắt toàn bộ các bóng đèn thì chỉ còn lại một cái bóng đèn rất nhỏ để review cho các bạn xem thôi. Đấy, các bạn có thể nhìn đây này. Đấy. Nhưng mà cái này nó cũng vẫn kích sáng đây. Đây là camera của S10. Từ từ đợi kích không? Từ từ đợi bận. Đấy, các bạn có thể so sánh đây là camera của S10. S10 Samsung S10 ấy. Đây, và bây giờ các bạn có thể nhìn vào đây. Đó. Đấy, camera của nó. Ban đêm ấy nó khá là nét. Gần như mắt người nhìn là khó đã mò mò rồi đấy mà nó nhìn được như thế này. Ok, em bật lên nữa. Rồi bây giờ bật nốt hai camera đi. Rồi. Ok. Cực kỳ nét rồi. Cái điện thoại này nó không focus rồi. Nó không focus vào trong màn hình. Mình đã chấm điểm sai cho nên là nó không focus vào màn hình. Các bạn có thể nhìn qua. Và giá thành của chiếc cam này, cam AHD này thì rất là rẻ thôi các bạn ạ. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay Bùi Hiếu để Bùi Hiếu lắp cho các bạn chiếc cam, nó tư vấn cho các bạn chọn lựa một chiếc cam nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã xem video.